sở dĩ con người mông lung, lạc lối. Vì không biết có bao nhiêu khả năng. Nhiều khi bối rối vì không biết lựa chọn thế nào trong mỗi khả năng có thể xảy ra. Kinh dịch là một trong những bộ môn có thể giúp bạn cân nhắc và lựa chọn giải pháp cho các vấn đề của mình. Hãy cùng bắt đầu với một ví dụ. Bạn đang cân nhắc làm một việc gì đó. Lúc này chúng ta có hai sự lựa chọn: làm hoặc không làm. Đây chính là một tổ hợp âm dương. Dù bạn chọn làm hay không làm, thì chỉ có hai loại kết quả là tốt hoặc xấu. Tốt, xấu lại là một tổ hợp âm dương khác. Vậy, dù chọn làm hay không làm, thì kết quả cũng nằm trong bốn khả năng: làm được kết quả tốt, làm nhưng kết quả xấu, không làm kết quả xấu, không làm nhưng kết quả tốt. Khi biết được các khả năng có thể xảy ra, chúng ta có thể phân tích loại trừ, từ đó đưa ra quyết định phù hợp nhất trong bối cảnh hiện tại. Nếu không biết được tất cả các khả năng có thể xảy ra mà vẫn làm thì giống như mò đường trong bóng tối. Xác suất thất bại cũng cao hơn. Bốn loại lựa chọn này tương ứng với tứ tượng trong kinh dịch phương Đông nhằm diễn tả sự tương thích đối ứng giữa sự vật và hiện tượng. Chúng ta có vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Đây là những khái niệm căn bản để kinh dịch lý giải sự biến hóa thay đổi của vũ trụ và vạn vật. Thái cực là trạng thái hoàn chỉnh của âm dương hợp nhất. Thái cực có một âm, một dương, thể hiện vạn vật đều có hai mặt, tuy khác biệt nhưng không tách rời. Trong quá trình vận động, thái cực chia đôi, sinh ra nghi âm, nghi dương, gọi là lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh ra tứ tượng bao gồm thái dương, thiếu dương, thái âm, thiếu âm. Tứ tượng là chia thành bát quái, tức 64 quẻ kinh dịch. Có thể nói tứ tượng chính là bốn loại kết quả chủ yếu ứng với các sự việc có thể xảy ra trong đời sống. Từ đó giúp ta có căn cứ để đưa ra quyết định cho một vấn đề bạn đang phải suy nghĩ lựa chọn. Cuộc sống là chủ các sự lựa chọn. Chọn thầy để học, chọn sách để đọc, chọn bạn để chơi, chọn lẽ để sống. Bạn đã đưa ra bao nhiêu sự lựa chọn đúng đắn và sai lầm? Vung bồi ba gốc rễ đạo đức, trí tuệ, nghị lực để đưa ra những sự lựa chọn sáng suốt. Lựa chọn, series bài viết video về sự lựa chọn quan trọng của đời người. Đón xem chuỗi series tại Facebook, YouTube Trần Việt Quân.